gieo giấc chúng em mới tâm đồng thế ta. Khi bình minh em đang ngủ yên kỳ ơi lòng tan vẫn còn đầu trắng. Không mày mày. Và hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Ni. Và hôm nay mình sẽ đi mua giác quỷ thôi bạn ơi. Thiệt luôn á. Giờ xài trái PK nhiều cũng chán rồi. Coi shop có bán cái gì ngon ngon không ha. Đó, PK. Đó, PK vẫn vậy thôi nha các bạn. Đó, giờ chơi coi bán cái gì ha. Rồi. Ủa Flame. Sao có trái Flame bán hoài vậy ta? Có trái Flame bán. Gì vậy ta? Từ từ coi. Đợi xíu. Ví dụ gì vậy? Vụ gì nữa vậy? Nhưng mà Ewit trái gì vậy? Chơi. Không tin luôn á, trái cái gì nữa vậy? What the hell? Khi gì vậy? Trời ơi, không tin luôn á. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời. Cái gì vậy? Đâu ra nhân vật quỷ dẫn nó vậy? Cái này chắc chắn phải nhân vật đâu. Hình như là trong mình nhớ là hình như là hôm bữa mình sao hôm bữa mình có vô server thường ấy bạn. Cái mình gặp bạn nào, cái bạn tên là Huy Z hay sao á. Phải không ta, Huy Z á? Chắc vậy á, chắc bạn nói luôn á, bạn nói tại bạn nói chat là tặng OB xong rồi á. Cái mình cũng không biết là bạn nó tặng thiệt hay nói giỡn á, đó cái mình out ra. Anh ngồi thiệt hả trời? What the hell? Cái gì vậy? Mình có nhận đâu, bạn nó cũng tặng vậy. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vãi thiệt, OB dinh gì? Lại một dân vật bí ẩn nè. Ôi, mua giá xe bị ke xài luôn. cảm ơn các bạn tặng cho mình trái OB ha. Mình không rõ tên, không nhớ tên nữa. Mình nhớ là cái gì Z nó Huy Z hay sao á. À, cảm ơn bạn rất nhiều ha. Wow, không tin được luôn á. Cái gì vậy trời? What the hell? Thiệt luôn hả? Tưởng nó chơi mình đã không nhận rồi, cũng được luôn. Đùa với CBK, nghe nó bo xài chỉ bị CBK mạnh lắm á nha. Đừng có đùa CBK nha. Trái huyền thoại á. Trái huyền thoại và trái giống OB nhất trong cái game này nha. Đừng có đùa. Vãi thì không ngờ được. Đó là sự thật hả trời? Không tin được. Chứ mình không có tiền đâu mà mua nha các bạn, thiệt. Mình không có tiền đâu mà mua đâu. Để tiền mình phải lo đóng đóng tiền nhà nữa, mình ở nhà mình thuê mà các bạn. Tiền không có đâu mà mua. Đây được tặng thiệt luôn á. Lúc mà mình mua, mình lấy trái PK không mà mình có thể để ý đâu. Cái lá kéo dưới cầu bê bán giá là bao nhiêu á. Ai ngờ thấy chưa Ewip rồi xong luôn. Thôi xong. Hiểu. Không tin được. Thiệt, nhưng mà tặng OB mình phí thiệt luôn á. Rồi bạn nó để dành bạn nó. Mua đủ thứ được mà ta. Ơi. Chết anh ơi. Thiệt phí lắm. Tại vì mình đâu thích OB lắm đâu. Mình thích trái điện với lại trái mắt ma cơ. Ơi, nhưng mà cũng cảm ơn bạn nó rất nhiều ha. Thiệt tặng phí thiệt luôn á. Này thì đuổi CBK, đam to thì chứ đánh CBK còn nhanh hơn trái OB hả không các bạn. Mình chỉ kêu trái OB đam yếu thôi mà. Ê. Ủa chết cũng bật được nữa nè. Vãi nồi thì. Ảo thế. Chết cũng bật được nữa. Ôi không tin được trời. What the hell? Chuyện gì đang xảy ra trong cái cuộc sống này vậy? Ơi chưa hồi chị ít lên đấy. Chưa hồi kịp thì giết lẹ.
Để hồi hồi lại. Ê, sao đau dữ vậy? Mạnh dữ vậy? Đó, ok. Nè, số 1 nó văng ra nè. Đó, thấy không? Nó mà không văng được là combo với giá CPK này là chùm rồi. Thề. Tại vì cần chúng chúng số 1 của mình trên không hay dưới đất cũng được luôn. Chỉ cần chúng thôi là combo của hai chiêu ít với lại Z này là mạnh vãi không lăn. Khó chịu lắm luôn á. Admin hên là admin sửa lại á. Chắc admin thấy clip của mình á. Admin thấy lại clip của mình xong rồi mới sửa á. Thì nghĩ sao trái Gravity thua trái CBK mà. Đây à. Nép lại không 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 nép trái CBK, nép số bộ mình thì trái CBK cũng yếu đi à. Ó lên lên kinh nghiệm. Lên. Ôi ôi một dãy. Kinh dị vậy. À 11 giờ rồi, đổi đổi trái quỷ rồi. Vô coi có trái mắt ma không. Để mình à, thích trái mắt ma trái rumble à. Mắt ma. Ui ui. Lại râu trắng. Má lại râu trắng nè. Phải thiệt râu trắng nữa chứ. Lại bố già nữa. Lại bố già nữa. Ôi lăng mà chi chuyển được trên không luôn kìa, đỉnh vậy. Bố già mãi, bố già hoài thế nha. Rồi ăn cái trái này là mình đi qua Smoke. Hơi lâu luôn nha, lâu kinh dị luôn á. Lâu kinh dị luôn. Xì mo ke. Để vô. Mình đánh xong thằng này xong qua xì mo ke nhé bạn. Xa lắm á. Quỷ xì mo ke xa lắm á. Vô. Cứ bộ. Ui nó chạy được rồi. Khó thế nhỉ. Ngon. Ây do. Ồ trái lò xo cũng mạnh dữ à. Để trái lò xo bán mua thử thôi. Nhưng đây là con boss nên nó mới mạnh vậy đó. Mình ăn vô chắc nó yếu xìu luôn quá. Dâu. Đó. Ôi dồi. Này thì boss cái CBK khá là mạnh. Cái thơm mạnh vậy mà chê gì biết nữa. Chiêu hồi lâu hả bạn, chiêu nó khá là lâu ha. Mấy cái trái cùi này chiêu phải hồi nhanh mới đúng chứ, chiêu hồi lâu quá. Hồi lâu quá là lỗ lắm á. Super Human còn hồi nhanh hơn chiêu của CBK nữa mà. Hồi lâu quá. Rồi qua đánh Smoke thôi. Trời ơi là trời. Đi bộ nó lâu hết mana, hết stamina nữa khổ thiệt. Râu trắng à, râu trắng giờ. Có sửa gì đâu mà, có sửa cái tên thôi mà. Hình như là vậy á. Còn bo vô nè. Để kêu nó BBB thử chắc sẽ bị ke BB còn mạnh không nha. Qua đánh Smoke trước thôi. À. Trời ơi sao quá à. Lười vãi thôi về solo luôn đi. Lười vãi thì không có trái bay á. Vô đây bo. Đánh 3 trận thôi nha. Hai trước là thắng. Bill 3. Vô đây. Vô. Đó. 1 2 3 vô. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Làm trò gì vậy? Mày làm trò gì vậy? Làm trò gì vậy? Gì kìa? Mình tắm xe nó mà mất chiêu luôn kìa.
Rồi ra ngoài là bị thua rồi. Rớt rồi, thua rồi. Giờ giao lại nha, không có rớt ra ngoài nha. Rớt ra ngoài cái vòng là thua á. Vậy nó mới y cấn. 1, 2, 3 vô. Rớt ra ngoài là thua á. Làm trò gì vậy? Làm trò gì vậy? Làm trò gì vậy? Vãi thiệt. Trời ơi, chết chết Nomi nữa. Không tin được. Cái gì trời? À, chớp chói. Tấm gì không chung. Vãi mất chiêu luôn kìa. Mày chạy đâu? Sao cái chiêu Super Hulk nó xạo quá vậy? Chiêu Super Hulk nó xạo ghê luôn á. Đó, mày né hả? Haki né hả? Sao kìa? Sao lướt vậy mày, hụt bà vậy? Ơi xạo quá. Cái tầm nó nhỏ hơn hay sao trời? Xạo quá vậy. Cái gì vậy? Gì nữa? Ê, cái bộ mình giờ nó nép quá rồi. Yếu quá. Yếu quá. Làm gì? Trời ơi. Mày nhảy. Cái trái thì bị kìa đạp to thiệt vậy. Chú cũng chiều đạp nó to thiệt. Nhưng mà cái tầm Super Bowman giờ nó giảm hay sao nè. Đó, cái gì bình thường là mình lướt vòng là trúng bự lắm kìa. Giờ nó vừa ngắn mà vừa nhỏ nữa. Chán thiệt. Lại. Giờ 1-0 nha. Giờ tao 2-0 là thắng á. Vô. Chớp chớp đi chứ. Rồi, 1 2 3 dâu. Đợi chứ mà bán mày. Lâu quá bạn ơi. Thiệt luôn á. Mày. Cái gì vậy? Vãi thiệt. Làm trời vậy, chỉ bị ke nữa chứ. Lăn đồ. Ê thấy chưa? Ảo dở thiệt. Gì vậy? Mày. Cái gì á trời? Đánh vậy tới mai quá. Lắc đi chứ. Mày. Ai trời. Ê. Vãi thiệt. Mày chứ gì? Cái gì vậy trời ơi? Ảo thiệt chứ. Không nhảy quá cao đi chứ, nhảy kiểu này đánh lâu quá. Nhảy hai lần vậy thôi nè. Đó vậy thôi, không biết bô đi. Kiểu kia lâu lắm á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đấm phát mình lạng luôn, lắc luôn mấy bạn.
người quay vòng vòng luôn chứ. Mày vậy là chỉ có combo chung với lại cái kia được rồi mày. Này thì cục diếm văng. Vậy là combo chung với cái kia được thôi bạn ơi. Combo chứ ít được thôi nè. Combo xong rồi bấm ít thì còn được, chứ giờ dép số bộ mình không giữ được nữa đâu. Văng. Đó rồi, lắc rồi, lắc rồi. Rồi mày 2-0 nha các bạn. Win. Đó, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những clip lần sau của mình nha. Bye bye.